Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình, Cuộc sống ở Sydney. Thì hôm nay rảnh thì mình sẽ ngồi giới thiệu sơ qua về tiền tệ của Úc như thế nào nha, có bao nhiêu loại tiền của Úc. Thì Úc cũng có nhiều loại tiền lắm, có hai loại tiền là tiền tiền xu, tiền cắt và tiền giấy thôi mấy bạn. Thì cái mệnh giá nhỏ nhất của tiền Úc là cái đồng xu 5 sen đồng này nè mấy bạn, thấy không, nhỏ xíu luôn, bằng đầu ngón tay thôi. Đồng này chỉ có 5 sen thôi, thì 5 sen này hả, thì tương đương với lại là 5 sen. Để mình tính coi, 5 sen, 5 sen. À nhưng mà không, thôi nhớ tính rồi bạn ơi. 5 sen chỉ có bằng 800 đồng của Việt Nam thôi nha mấy bạn. Đồng 5 sen nhỏ xíu nè, thấy không. Rồi cái đồng tiền tiếp theo lớn hơn một tí đó, đồng 10 sen thì bằng 1.600 đồng của Việt Nam, hình như là bằng 2.000 của mình đó mấy bạn. Đồng 10 sen thì nó to hơn gấp đôi đồng 5 sen, phải không. Mà tiếp theo là đồng 20 sen. Đồng 20 sen thì nó to gấp đôi đồng 10 sen, cũng màu bạc luôn. Thì nó chỉ có giá trị là khoảng 4.000 Việt Nam thôi mấy bạn. Chỉ có 4.000 thôi, đó, thấy không. 5 sen, 10 sen, 20 sen. Tiếp theo mình sẽ có đồng 50 sen. Đồng 50 sen thì to gấp rưỡi đồng 20 sen. Đó, thấy không? Đó, đồng 50 sen nó có hơi có hình lục giác, góc cạnh tùm lum tà la, có in hình của bà Elizabeth, nữ hoàng Elizabeth gì đó mấy bạn. Đó, đồng 50 sen bây giờ chỉ giá chỉ có 8.000 Việt Nam thôi. À, đồng lớn hơn nữa là đồng 1 đô. Đồng 1 đô màu đồng, bằng đồng màu vàng vàng nha mấy bạn. Nó nhỏ hơn đồng 50 sen. Thì đồng 1 đô Úc bây giờ đang trị giá là 16.000 Việt Nam đồng. Đó, thấy màu 1 đô không? Còn đồng tiếp theo lớn hơn là đồng 2 đô. Đồng 2 đô nó nhỏ hơn đồng 1 đô, nhưng mà nó dày hơn đồng 1 đô một tí nha mấy bạn, giá trị hơn luôn. Thì đồng 2 đô bây giờ đó là 36.000 Việt Nam. Ừ, không, chỉ có 32.000 Việt Nam thôi. Đô Úc rớt giá à mấy bạn. Đô Úc bây giờ chỉ còn có 16.000 thôi. Vậy 1 đô là 16.000, 2 đô là 32.000 đó. Ok, vậy là coi như là hết tiền tiền đồng rồi mấy bạn. Mà là mình có 1, 2, 3, 4, 6 đồng tất cả. Đó. Đấy, cái tờ tiền tiếp theo là tờ 5 đô. Đó, thấy không? Tờ 5 đô. Có in hình của cái bà gì đây nè. Bà này tên là bà không biết bà gì đó. Đọc 5 đô. Thì đồng 5 đô này bây giờ chỉ giá là 16 nhân 5 là 80.000 nha các bạn. 80.000. Đồng 5 đô này thì các bạn mua được ly đi trà sữa bé bé thôi, đi trà sữa nhỏ phải 7 đô nha. Đó, đồng 5 đô. Đẹp không? Chăm chăm. Rồi, tiếp theo sẽ là tờ 10 đô. Tờ 10 đô thì nó màu xanh như vậy. Đó, có in hình ông gì đó. Là một cái bà Mary Omoy nè mẹ, thấy không? Nó có ghi tờ 10 đô. Cũng rất là đẹp, màu xanh nước biển, xanh hoa văn tùm lum tà la. Rồi 10 đô đó, tầm 10 đô bây giờ là 160.000, chỉ có 160.000 Việt Nam thôi. Rồi tiếp theo là tờ 20 đô nha mấy bạn. Tờ 20 đô này có in hình của hai ông đeo kính, không biết hai ông này là ông nào đâu. Đó, 20 đô Úc.
trị giá 20 đô bây giờ là 320 ngàn Việt Nam, không có nhiều lắm đâu. Đồ Úc rớt giá khủng khiếp luôn mấy bạn ơi. Rồi tờ tiếp theo, tờ xài rất là phổ biến ở Úc, tờ 50 đô nha mấy bạn. Tờ 50 đô cũng in hình ông David gì đó, không biết là ai nữa, mình cũng không có quan tâm lắm. Ông này mũi bự bự, thấy không, 50 đô, có ghi chữ 50 đô, tờ màu vàng kìa. Có mấy hình bài này. Và bây giờ thì tờ 50 đô nó mới ra, tờ 50 đô mới rồi. Nó không giống giống như cái loại như là cái loại này mày. Có cái đường trắng trắng ở giữa mà mình không có nha mấy bạn. Không có tiền mới. Thì 50 đô Úc bây giờ đang là khoảng 800 ngàn Việt Nam nha mấy bạn. 800 ngàn. Còn cái tờ mệnh giá lớn nhất của Úc là tờ 100 đô. Nhưng mà cái tờ 100 đô hiện giờ cũng mình không có xài tờ 100 đô đâu. Tại vì tờ 100 đô dễ rớt mất là mất tiền uổng đó bạn. Ở Úc người ta chỉ xài nhiều lắm là tờ 50 đô thôi. Mà mang đi ra ngoài chợ xài người ta còn không chịu, khó chịu khi phải thối. Nên tờ 100 đô ít khi thấy lắm. Nhưng mà thì đó tờ 100 đô màu xanh lè. Có in hình ông già nè, thấy không? Đó, ông già có râu. Những người có râu thường rất là giàu nha mấy bạn. Xài là 100 đô mà. Đó. Ok. Đó, vậy là hết rồi. Thì nút thì chỉ có mấy loại vậy thôi. Cũng không có nhiều lắm đâu. Đây là đóng tiền lẻ của mình. Chú trẻ ơi, giàu chưa? Nếu một ngày các bạn đi làm thì các bạn làm ở những chỗ tiệm Việt Nam thì người ta thường bây giờ chỉ trả cho các bạn là khoảng 10 đồng một giờ thôi. Đó tiệm Việt Nam nha, thì có khi một ngày các bạn làm 10 tiếng thì các bạn sẽ được 100 đô, có nghĩa là 1 triệu 6 tiền Việt Nam nha mấy bạn, cũng đủ ăn xài chi tiêu sinh hoạt tiền nhà cửa cho mấy bạn rồi. Đó tính ra 1 triệu 6 tiền Úc không giá trị bằng tiền Mỹ, nhưng mà nếu sống ở Úc thì với 100 đô thì các bạn làm được rất là nhiều thứ nha. Ok.